Chào mừng quý vị đến với tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm giải pháp khôi phục và phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Năm 2020, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và thiên tai. Hơn 62% lao động du lịch tạm ngừng việc, nghỉ việc. Lượng khách du lịch đến với Đà Nẵng giảm hơn 68% so với năm 2019. Với chủ đề Du lịch Đà Nẵng cùng ngồi lại tìm hướng đi, tọa đàm nhằm đánh giá tình hình thực tế của ngành, của doanh nghiệp du lịch, mức độ hiệu quả của các giải pháp ứng phó, đề ra định hướng giúp ngành du lịch Đà Nẵng khôi phục và phát triển trở lại. Từ tháng 11 năm 2020 đến nay, cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. So với những năm trước đây, năm nay xã Hào Phú, huyện Sơn Dương bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất. Xã hiện có trên 1.600 hộ dân, trong đó có khoảng trên 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Cũng mong muốn kiến nghị của nhân dân là nhà nước sẽ tạo điều kiện giúp cho bà con nhân dân trong thôn để có nước sạch để sinh hoạt hàng ngày và để đảm bảo sản xuất và chăn nuôi để cho có thu nhập cho bà con nhân dân trong thôn. Tình trạng này thì nó cứ xảy ra cục bộ, năm hầu như các năm đều phải xảy ra, vì khi về cuối mùa mưa là xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt. Đề nghị các cấp thẩm quyền tạo điều kiện để đầu tư xây dựng nước sạch nhân dân được sử dụng. Thiếu nước sinh hoạt kéo dài đã và đang khiến cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Hào Phú gặp rất nhiều khó khăn. Các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cần sớm có các giải pháp hỗ trợ giúp người dân nơi đây có nước sạch phục vụ sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe. Thưa quý vị, tại Đắk Lắk, tuổi trẻ công ty điện lực tỉnh vừa triển khai nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa hướng về người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu căn cứ cách mạng. Ngoài các hoạt động tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại các xã vùng sâu vùng khó khăn, đoàn cơ sở công ty điện lực Đắk Lắk đã phối hợp với tỉnh đoàn triển khai thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại xã Yang Ré, huyện Krông Bông và Buôn Pa, xã Chư Prao, huyện Madrak. Thấy rất là vui mừng được đoàn của tỉnh lắp đặt điện thắp sáng cho buôn, tạo điều kiện cho buôn được sáng trong ban đêm để đảm bảo an ninh và cho bà con đi lại ban đêm. Đây là một trong những cái chương trình trọng điểm trong tháng thanh niên, nhằm mục đích là hỗ trợ bà con nhân dân trong quá trình sinh hoạt. Những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, thể hiện sự khát vọng cống hiến cho quê hương của tuổi trẻ công ty điện lực tỉnh Đắk Lắk. Từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bệnh viêm da nổi cục châu bò đã xảy ra tại 342 hộ chăn nuôi tại 18 xã của 4 huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Hoàng Hóa và thị xã Nghi Sơn, làm cho 470 con châu bò mắc bệnh, trong đó buộc phải tiêu hủy 6 con. Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng tăng cường giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, rà soát tổng đàn châu bò, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Xuất hiện từ đầu tháng 3 đến nay, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bùng phát mạnh tại 10 xã, thị trấn của huyện Bình Sơn. Ngành chức năng Quảng Ngãi đang khẩn trương thực hiện một số biện pháp, chủ yếu nhằm kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Đây là lần đầu tiên bệnh viêm da nổi cục trên châu bò xuất hiện ở Quảng Ngãi. Chỉ hơn 20 ngày, dịch bệnh đã xuất hiện tại 10 xã thị trấn của huyện Bình Sơn, khiến cho hơn 240 con bò bị bệnh. Dịch bệnh tấn công mạnh trên đàn châu bò đang khiến nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại về kinh tế nặng nề. Tôi cũng vệ sinh chuồng trại, tôi cũng phun thuốc đầy đủ. Nó bỏ ăn, tôi phải nấu chốn cho nó ăn, sợ nó súc. Không đây như là lơ là trong cái việc chăm sóc và coi ngó gia súc. Việc nữa là chúng tôi cũng tổ chức phát cấp cái lượng hóa chất để phun tiêu độc vệ sinh môi trường tổng thể. Nơi vùng có dịch bệnh thì cứ quy định là 3 ngày phun tiêu một lần. Để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò, cơ quan chức năng đang tích cực tuyên truyền các hộ chăn nuôi cách ly đàn châu bò mắc bệnh nghi nhiễm với những con còn khỏe mạnh để theo dõi, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để báo với chính quyền địa phương. Tiếp theo sẽ là tình hình thời tiết tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin hôm nay.
Kính chào tạm biệt và cảm ơn quý vị đã đón xem tin tức 16 giờ.